từ chung cư Chợ Quán vòng ra đường á Võ Văn Kiệt á cũng nhanh. Có một cái đoạn đường hẻm nhỏ thì mình sẽ rẽ phải sang là mình đi được đường Võ Văn Kiệt rồi. Đó, đây là đoạn đường Võ Văn Kiệt, chính xác hơn là 228 Võ Văn Kiệt nha. Chạy lên xíu nữa đó là mình sẽ đến bệnh viện nhiệt đới với lại bệnh viện tâm thần. Mà ngày xưa là người ta kêu 195 hành tử, 185 hành tử gì đó. Và ở đó, đó là bệnh viện tâm thần đó, hay là người ta kêu là quê nhà thương Chợ Quán. Bởi vì không phải chỗ nó nằm gần cái trung tâm Chợ Quán lúc nãy đó. Đây là người ta kêu đây là bệnh viện Chợ Quán luôn. Đó, buổi trưa nha, cũng có mấy người họ đang khám. Rồi cũng có mấy người họ từ xưa công nghệ thì kia họ đón chờ khách nữa. Đoạn đường trước cổng bệnh viện thì nó hơi sâu bờ một chút xíu, do là người ta chạy ngược chiều này kia đó. Chỗ này là chỗ giữ xe nè, điểm giữ xe. Nó giữ xe từ 6 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thôi nha. Sau cái khung giờ đó là mình để xe luôn, là nó không có cho mình lấy xe nếu mà mình giữ qua đêm luôn á, nó không có cho mình lấy xe nha. Rẽ vô đây á là mình đã đến chợ Hòa Bình rồi nè. Đây là chợ Hòa Bình nè. Buổi trưa chợ đã ảm đạm rồi, nhưng mà trời âm u như vậy á chợ càng ảm đạm hơn. Thấy trời sắp mưa rồi, mấy người bán họ cũng không có tha thiết gì họ bán. Những người mà họ có sạp thì không sao, mà những người mà họ bán gạo á, chút xíu là họ đẩy đi chỗ này, chút xíu là họ đẩy đi chỗ kia, họ không có một cái chỗ bán nhất định đó.